Xã hội có người dis người tát và các game thủ thì cũng thế. Chào mừng đã quay trở lại với MG Kiếm Mình và đây là tour du lịch sinh thái các loại người chơi trong NG Pack. Hội người lười. Mở đầu với thành phần đông đảo nhất, chúng ta có hội những con lười. Thành phần này hội tụ đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Những con người này sẽ chỉ vào game làm daily, xả nhựa và ao. Thậm chí còn có một số con lười thậm chí còn không xả nhựa vì quá nản. Lý do họ còn chưa xóa game là vì tiếc công sức và thời gian mình đã bỏ ra với game, hoặc là vì hơn nửa năm tiền lương đã đổ vào con game hút máu này nên tiếc đứt ruột không dám bỏ. Hội người lười có nhiều biểu hiện như hàng chục quest chưa hoàn thành từ quest ma thần, quest thế giới, nhiệm vụ cốt truyện, một danh sách trải dài từ đông sang tây, hay là hàng trăm thần đồng và dương trên map. Đi tới đâu là cũng thấy mấy cái vòng đỏ xuất hiện khắp mọi nơi. Về cơ bản là cũng không có gì nhiều để nói về loại này vì họ làm gì có gì đâu mà nói. Những con trâu chăm chỉ. Trái ngược với con lười thì chúng ta có hội trâu chăm chỉ. Mỗi ngày vào game với họ là một niềm vui và một thứ gì đó mà chưa hoàn thành với họ thì lại là một cực hình. Đây là loại người mà sẽ vào check hàng ngày coi sự kiện đã mở tới đâu rồi để mà làm luôn. Tuy nhiên trâu thì cũng có chăm tít chăm tát. Phổ biến nhất thì chúng ta có những thành phần cày quest, cứ có nhiệm vụ là làm hết mọi thứ trên trời dưới biển, từ nhiệm vụ ẩn cho đến các nhiệm vụ hẹn hò mà số đông thường bỏ quên. Chăm hơn tí nữa thì sẽ là thu thập hết mấy cái thần đồng còn trước khi có đủ danh vọng để lấy đá cộng hưởng. Hiếm hơn nữa thì là những con trâu bị OCD, thấy chỉ số khám phá map dưới 100% là chịu không có nổi. Những con lười là thành phần không đội trời chung của những cá nhân này. Và đây cũng là những con người sẵn sàng đi kiếm hơn 70 con Aranara chỉ để được một cái thành tựu và lượng nguyên thạch của đâu đó tầm một lần roll. Các biến thể của loại này thì có thể kể đến những thành phần không biết mùi cỏ là gì, hoặc là những thanh niên FA không có bạn bè, rồi speedrun game trong ngày đầu cập nhật. 10 giờ mở lại server thì 12 giờ đã thấy đăng lên page là game hơi ngắn, hoặc là game không có gì để làm. Hoặc là kết hợp của lười và chăm chỉ, đó là lên coi tutorial từ đầu đến cuối cũng là chăm, nhưng mà lười từ duy não. Clone Everywhere. Một dạng khác của bầy trâu, nhưng thay là vì chơi game để tận hưởng thì đây là những kẻ khổ dâm máu mờ. Khi họ là những người tạo arc clone và sẵn sàng làm lại toàn bộ các chuỗi nhiệm vụ trầm cảm như mấy xưa có ly, hay là đống nhiệm vụ của cây anh đào thần và lũ Aranara kia. Đây đích thị là những con người không có cuộc sống và hành hạ bản thân là thú vui của họ. Họ là tạo cái arc xong bỏ đó cho vui rồi quên béng nó luôn. Bao giờ có event cần tương tác với bạn bè thì mới lôi ra sử dụng. Siêu cấp hướng nội. Bầy cá voi. Những cá thể cá nhà táng hay còn gọi là cá voi, thành phần này thì chắc cũng hiếm ngang ngửa với mấy thanh niên hoàn thành 100% game. Những phú ông phú bà với một hoặc nhiều hơn một 5 sao C6R5. Để được gọi là một quê thì các chỉ tiêu cũng không quá gắt gao. Bạn chỉ cần có trên 2/3 nhân vật 5 sao, đồng thời là 99% các nhân vật 4 sao của bạn đều đã cùng mệnh 6 và đều đã có vũ khí phù hợp thì thường cũng đã được gọi thân thương là quê rồi. Nhưng những kỳ ngư chính hiệu của làng Genshin cũng như là mỏ content của các YouTuber, những nhà đầu tư chân chính nhưng không mua cổ phiếu, sẵn sàng đổ hàng ngàn đô la mỗi dịp banner. Coi việc lệch like rate là vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những con cá voi không biết gì ngoài biết điều, mà là điều kiện. Cứ roll về rồi để đó vậy thôi, xong game rồi. Giờ thì giải trí bằng cách ngồi nhìn lũ nghèo kém hèn mọn kia, đau đớn quằn quại khi tạch 50/50 thôi. Người chơi F2P. Nói thật đi, hơn 80% mấy ông free to play là nghèo bỏ mẹ ra chứ còn cái gì nữa. 15% thì chắc là mấy đứa bé quá, chưa có thẻ ngân hàng để nạp game. Chắc chỉ có 5% là thực sự kìm được con thú cho mình lại và không cúng tiền cho cái thẻ tháng đầy hấp dẫn kia thôi. Tất nhiên, free to play không có gì đáng để xấu hổ cả. Nói đúng hơn là nó còn tốt nữa khi bạn chơi game chỉ là để giải trí chứ không đắm chìm nghiện ngập vào mấy thứ tệ nạn cờ bạc 50% này. Là một người chơi free to play, bạn có thể tự hào rằng mình kiểm soát bản thân tốt hơn mấy thằng sim lỏ kia khi chưa gì hết là móc hầu bao ra cúng tiền cho game rồi. Nhưng tất nhiên, là một người chơi hệ free to play thì cũng không phải là dễ. Bị hạn chế bởi lượng nguyên thạch cố định của game, phải 3 ngày làm ủy thác hàng ngày thì mới được một lần roll, chưa tính tới event là một lượng nguyên thạch cực kỳ ít. Trong khi đó thì lượng nhân vật của game thì ngày một nhiều và ra mắt cứ một phiên bản một lần, khiến việc có được tất cả nhân vật yêu thích của mình, hoặc ít nhất là có đủ nhân vật cho một đội hình ổn để đi la hoan sẽ tốn rất rất nhiều thời gian và công sức. Hoặc là bạn có bàn tay vàng trong làng gacha, x10 một phát là có luôn cung mệnh 2, x10 thêm phát nữa là có luôn chấn, đi bí cảnh vài ngày là có đủ bộ thánh di vật, thì lúc đó bạn cứ việc chơi game theo cách bạn muốn. Bạn may mắn cao, bạn nói gì cũng đúng, chỉ sau mấy con cá voi thôi. Sim bất chấp. Đây là biến thể của một con cá voi, hoặc không. Tần suất xuất hiện không ổn định và số lượng cá thể cũng không quá đông. Đây là loại sống chết với waifu hoặc husbando của mình. Họ thường là những người yêu từ cái nhìn đầu tiên thông qua leak hoặc khi tiếng sét ái tình đến quá trễ. Khi Genshin đã công bố thì sẵn sàng dành cả mấy tháng ít ỏi của mình, cắn răng ăn mì gói để hốt người mình yêu về, kèm với vũ khí chấn và xa hơn nữa là C6R5. Còn với các thành phần không có điều kiện thì họ sẽ tìm mọi cách, bằng mọi giá để tìm ra được cách khiến nhân vật yêu thích của mình được như kỳ vọng. Ngồi hàng giờ đồng hồ trước YouTube, coi tutorial là chuyện bình thường. Vòng lặp vô tận vào la hoàn rồi lại ao ra để thử coi xem đầu ra sát thương và cách vận hành team có chuẩn chưa là chuyện bình thường.
rồi thì tìm hiểu xem là nhân vật đó có combo gì đặc biệt để tăng hiệu suất hay không, và bắt đầu hành trình thông thạo 7 của bản thân với họ. Bạn cũng có thể thấy các cá nhân này tại các drama từ lớn đến bé trong các cộng đồng, sẵn sàng combat hàng tiếng trời với một thằng lạ mặt chưa gặp bao giờ trên mạng, chỉ vì một vấn đề cỏn con như là sát thương của A yếu hơn B, trong khi một đứa là support còn đứa còn lại là DPS. Nhưng ai quan tâm cơ chứ? Vợ tao là số rách. Tà đạo dị giáo. Đến với hội đồng dị giáo, những cá thể đi ngược lại với định hướng xã hội. Meta là cái gì? Có ăn được không? Là thánh chỉ và phương châm sống của họ. Chơi game theo cách mà họ nghĩ đúng là với Zhong Li DPS vật lý, Benesse 6 kết hợp cùng các nhân vật đánh thường khác mà vẫn được La Hoàn 36 sao trước sự trầm trồ kinh ngạc của cộng đồng. Không chỉ kê trình, ở đây bạn sẽ tìm thấy những đội hình, những cách chơi mà không một người bình thường nào sẽ đụng tới. Đây là nơi bạn nên tìm tới sau khi đã quá căng thẳng sau những giờ làm việc đầy mệt mỏi để tham khảo các giáo án độc lạ miền Tây sông nước, khám phá tiềm năng bị ẩn giấu của các nhân vật không ai đụng đến. Tuyên truyền và giác ngộ cho những kẻ ngu muội là việc làm của họ trong những lúc rảnh rỗi, sau những giây phút tận hưởng thanh quả của mình. Netflix and Chill. Đây là phiên bản tiến hóa và kết hợp giữa những con lười và bầy trâu chăm chỉ. Họ dành rất nhiều thời gian cho game, những người này có thể ngồi hàng giờ đồng hồ trước cái điện thoại hoặc máy tính của mình mà trên màn hình chỉ có Genshin. Tuy nhiên, khi hỏi họ đã làm gì thì chả có làm gì cả. Họ không làm điều gì cụ thể cả, có thể là làm nhiệm vụ xong đang làm giữa chừng thì thấy mấy cái dương xong chạy đi lụm xong thì thấy mình lạc giữa một cái nhiệm vụ khác, thế là vòng tròn vô tận lại bắt đầu. Thậm chí sau khi làm xong quest thì những con người này sẵn sàng ngồi nghe từng lời thoại của nhân vật nếu có lồng tiếng mà không skip một câu nào. Họ sống với phương châm là mình cứ enjoy cái moment này, mặc kệ sự đời đi. Và đôi khi thì họ thực sự không làm gì cả, mà cứ đi bộ từ trong thành phố ra ngoài thiên nhiên, ngồi ngắm cảnh vậy thôi. Mọt sách. Nói đơn giản thì đây là dạng người chơi cốt truyện, tuy nhiên mọi thứ không chỉ giới hạn ở cốt truyện chính của Genshin ở các nhiệm vụ ma thần hoặc nhiệm vụ thế giới, mà những con sâu này còn đọc mọi thứ mà chắc chắn là 99% người chơi còn không biết nó ở đó, hoặc là biết mà quên luôn nó có tồn tại. Hơn 60 quyển sách từ nhật ký, tuyển tập thơ ca, sách lịch sử cho đến cả tiểu thuyết, với mỗi bộ tiểu thuyết, bộ nào bộ đấy cũng phải có tầm 10 tập, sẵn sàng thử thách kiên nhẫn của bất kỳ ai dám ngồi đọc đống sách này. Mỗi khi cộng đồng có một câu hỏi thì những quyển bách khoa toàn thư này sẽ xuất hiện và khai sáng cho lũ ngu muội kia những kiến thức cổ xưa, bám bụi, không phải vì cũ mà vì chả ai đụng vào nó trong 3 năm qua của game. Do đó thì có thể bị chửi là ngu bởi mấy thằng thiểu năng skip cốt truyện rồi đọc mấy cái bài câu view trên Facebook dắt mũi như một con lừa. Kiến trúc sư. Những kiến trúc sư tài ba, các nhà thiết kế đại tài hoặc chỉ đơn giản là lười quá thế là lên mạng kiếm vài cái code về copy paste vô nhà mình nhìn cho ra vẻ là ta đây cũng có mắt thẩm mỹ. Tuy nhiên các kỹ sư nhà cửa này cũng sẽ dành ra cả mấy tuần trời để ngồi chế tạo đồ trang trí cho dự án của mình. Các công trình cũng cực kỳ đa dạng, từ biệt phủ, biệt thự đến sân vườn, quảng trường. Về sau thì phức tạp hơn với các mê cung, sân parkour để mời người lạ vào chạy đua với thằng vẽ map. Những con sim thì sẽ vào đây để mà tạo ra một không gian hoàn hảo cho người chồng hoặc vợ của mình. Tất nhiên là cũng tham khảo qua YouTube. Hay là những kiến trúc trên không như thế này, hoặc bốc như thế này nữa. Rồi nếu bạn là thành phần hướng ngoại hay đi thăm thú thì có thể vào ấm trà của một newbie thì sẽ thấy hàng loạt phòng đào coi, nhìn thôi là đã thấy ngộp. Nhấp ảnh ra, cameraman. Những con người đam mê sự hoàn hảo thông qua cửa sổ tâm hồn, chuyện đi tìm kiếm các địa điểm, góc máy đẹp lung linh cũng như khả năng timing bậc thầy để có những thước phim và bức ảnh đẹp lung linh đi vào lòng người, không kém cạnh gì những bộ anime đình đám cả. Thường thì những nhấp ảnh gia này sẽ có cả hội từ 2 đến 4 người, sẵn sàng ngồi quay đi quay lại một cảnh để kiếm được những khung hình hay tấm ảnh ưng ý nhất, hoặc tạo ra những combo ảo tung chảo khiến người coi phải trố mắt trầm trồ. Anh nông dân và Hitler đồ sát. Với sự kết hợp của các con trâu chăm chỉ và Netflix and Chill, chúng ta sẽ có hội nhà nông và lũ khát máu. Những phần tử này sẽ đi khắp thây vát, càn quét mọi thứ trong tầm mắt, quặng, cây cỏ, lũ hy ly, giáo đồ, pha tui. Mọi thứ đều sẽ vào túi đồ của những máy cày xuyên lục địa này. Thậm chí sau khi dành cả ngày trời giết hết trong thế giới của mình, thì họ sẽ đi sang thế giới của người khác để thỏa mãn đam mê diệt chủng của mình. Bom nguyên tử. Thông thường thì cách nhận biết những con hàng này là trong team có Mona, Bennett và Kazuha luôn thường trực sẵn sàng cho bất kỳ con boss nào ăn sát thương 6-7 con số, sau tầm chục lần thử với tỷ lệ bạo kích còn chưa tới 20%. Hoặc là mấy con cá voi trá hình mang một team Furina, Kazuha, Mona kèm một DPS, tất cả đều C6R5 đi loa cho thiên hạ sợ chơi. Tất nhiên là không phải ai cũng có điều kiện, và hội đam mê những con số dài ngoằng này cũng không phải là ngoại lệ. Bên cạnh nữ hoàng sốc đam Yula thì từ khi Furina ra mắt kèm theo với chúa tể thuốc súng Navia, thì hội khủng bố Teyvat lại đông đảo hơn bao giờ hết, với hàng loạt đội hình mới được sáng tạo để phục vụ đôi mắt của những kẻ cuồng loạn này. Teyvat chưa một ngày bình yên mà. Rảnh háng, không có gì làm, aka hết nhựa. Những cá thể này có đôi phần khác biệt với Netflix and Chill. Họ là những game thủ thích gì làm đó, tuy nhiên sau khi xả hết nhựa và làm hết nhiệm vụ hàng ngày rồi, bối rối không biết nên làm gì nữa cả. Mở tab nhiệm vụ lên và thấy một đống thứ để làm và không biết bắt đầu từ cái nào. Mở map lên cũng thấy một đống thứ chưa làm và lại ngồi nghĩ mình nên làm gì đây. Họ không muốn tắt game vì vẫn còn muốn chơi Genshin hoặc là không có game gì khác để chơi cả. Nhưng cũng chẳng biết làm gì khi bản thân thì không đủ chăm để làm những gì mình chưa hoàn thành. Và thế là tộc người rảnh háng ra đời.
Những cá nhân của tộc này thường có các hành vi rất kỳ lạ. Họ lang thang du mục khắp các quần thể, học mỗi thứ một chút, đi làm nhiệm vụ một chút rồi lại chán quay qua đi khám phá map. Đi nản rồi thì lại mở sách nhân vật lên coi có nhân vật nào mình chưa lên cấp hoặc là chưa build thì ngồi lắp thánh di vật rồi lại mang đi test dam. Chán chê rồi thì lại đi kiếm mấy lối build dị giáo thử tí. Rồi cũng nhanh chán vì bản thân không đủ chăm để ngồi học cách vận hành team. Rồi bước vào ấm trần ca nghĩ rằng mình sẽ làm vài bộ trang trí kiếm một chút nguyên thạch. Rồi thấy đống đồ mình phải kiếm, rồi trầm cảm bỏ thoát ra ngoài. Ra ngoài thì lên YouTube coi xem có cái bug nào vui vui mình làm được không. Hội chơi Switch, chờ đến mòn xương rồi vẫn chưa thấy có cái dấu hiệu ra mắt. Đấy, làm game cho nặng vào, xong giờ không lên Switch được, mất một đống tiền luôn. Và đó là các thế tour du lịch sinh thái các loại người chơi Genshin. Hãy chia sẻ cho mọi người biết cách bạn chơi Genshin dưới phần comment. Và đừng quên like và share nếu thấy hay. Subscribe nếu đây là lần đầu bạn đến với MG Gaming. MG xin chào.